Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hưng Yên, mùng 1 tháng 4 năm 1947, mùng 1 tháng 4 năm 2022. Vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay, mời quý vị và các bạn đón xem phim tài liệu Lực lượng vũ trang Hưng Yên, 75 năm một chặng đường vẻ vang. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò sức trẻ, mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình và góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần các giải pháp hỗ trợ của các ngành chức năng. Đoàn viên Lý Văn Lợi, xã Phụng Công, huyện Văn Giang là một trong những hộ trồng hoa trà có tiếng tại địa phương. Để có được vườn hoa trà cho thu lãi hàng trăm triệu đồng như hiện nay, anh Lợi đã trải qua hơn 5 năm khởi nghiệp đầy vất vả. Thời gian đầu, anh Lợi chỉ trồng các giống trà mới như trà hồng thơm, cung đình đỏ, phấn sen. Sau đó, tích lũy kinh nghiệm, tự mây mò, nghiên cứu, kỹ thuật trồng các giống trà cổ có giá trị kinh tế cao như trà bạch cổ, phấn cổ, lựu cổ. Đây là những giống đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận trong chăm sóc. Bởi vậy, không ít lần anh Lợi gặp thất bại. Ban đầu bước vào với khởi nghiệp, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là về kiến thức, cái kỹ thuật. Và cũng đã có một số thời điểm là nhân giống đã không thành công. Cái thứ hai là về cái thị trường tiêu thụ là mình cũng hạn chế. Khoảng 30% các doanh nghiệp mô hình sản xuất trang trại trên toàn tỉnh do thanh niên làm chủ. Phần lớn thanh niên trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp đều gặp khó khăn khi thiếu vốn và kinh nghiệm. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp. Đề án này đang được tỉnh đoàn và Sở Khoa học Công nghệ thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể. Tổ chức đoàn chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với các bạn thanh niên trong các vấn đề hỗ trợ về tổ chức các cái khóa tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ về các cái lập các cái hồ sơ vay vốn, tạo các cái môi trường để các cái bạn mà khởi nghiệp thành công trao đổi, truyền đạt lại cái kinh nghiệm cho các bạn khởi nghiệp sau. Đối với đoàn thanh niên tại nông thôn muốn áp dụng khoa kỹ thuật để làm sao tăng năng suất, tăng giá trị sản phẩm thì có thể đăng ký với Sở Khoa học Công nghệ để tham gia các mô hình sản xuất thử nghiệm. Hai là các bạn học sinh sinh viên trong các trường đại học cao đẳng trên địa bàn có thể tham gia các cái cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Từ đó chúng tôi lựa chọn các cái ý tưởng sáng tạo có cái tính ứng dụng cao và có thể thương mại hóa trên thị trường để chúng tôi hỗ trợ. Trong hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định lập thân, lập nghiệp là sứ mệnh quan trọng của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành chức năng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, qua đó góp phần giữ vững sự phát triển kinh tế quê hương.